Hello, xin chào tất cả mọi người, và em là Long đến từ showroom Tokyo Auto. Vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay thì em Long xin phép là sẽ lại giới thiệu và cập nhật cho mọi người về những chiếc xe mà đơn vị em đang có tại đây. Thì như mọi người có thể thấy rằng là so với video hôm trước thì hôm nay cái lượng xe của nhà em đây đã phun tràn ra ngoài đây rồi. Tính ra bây giờ như ở phía trong ở đây là không còn một khe hở nào mọi người nhá. Và thậm chí là xe bên em lại còn phải bày cả sang bên này nữa cơ. Đấy thì clip này có lẽ là em sẽ xin phép là sẽ tách ra làm hai clip để giới thiệu cho mọi người và cập nhật cho mọi người. Đấy thì như mọi người hình dung thấy, hiện tại bây giờ đơn vị em đang có những cái dòng xe tập trung trong cái tệp tài chính từ trên 300 cho đến khoảng tầm trên dưới 1 tỏi và rất nhiều lựa chọn, thì anh em cùng nhau đi với em từ ngoài vào trong nhá. Và đây là hai chiếc xe vừa về xong, em đang chưa cho bày vào trong nhà được, em phải bày ở bên này. Thì em đang có đó là một em hàng rất là hot for territory mọi người nhá. Chiếc này của em là phiên bản Titanium Mix, bản cao cấp nhất luôn, sản xuất là 2023, màu nâu. Và em đang còn một chiếc cả màu đen nữa. Tính ra là em đang có hai xe luôn đấy. Thì tầm tài chính của hai xe này thì em thấy rằng đang rất là ok trong tôn tài chính khoảng tầm 880 thôi. Đấy. Còn bên này đây thì em có một chiếc Mazda 3 bản 1.5 bản hatchback mọi người nhá. Bản hatchback Philip sản xuất là 2018 màu trắng. Đấy, em này thì rất ok trong khuôn tài chính chưa đến 500. Và tính ra bây giờ thì nếu tính về Mazda 3 đơn vị nhà em thì vô biên bạt ngàn luôn, từ tài chính từ 450 cho đến khoảng tầm là gần 600, rất nhiều lựa chọn mọi người ạ. Ở ngoài này thì em có một chiếc Kia Cerato mọi người nhá. Chiếc này của em thì nó là phiên bản, đẹp xem là phiên bản gì đây, lần này về rất nhiều xe. À đây rồi, đúng rồi, 2.0 Pre 2019 mọi người nhá. Em này màu đỏ vừa về xong trong khuôn tài chính 500 thôi. Còn bên ngoài này thì em có một chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 bản Premium Sedan, sản xuất là 2022, màu trắng. Đấy, em này thì rất hợp lý trong cái khuôn tài chính loanh quanh nhô 600 một xíu. Chiếc này của em là 2020 mọi người nhá. Đó. Còn ở phía trong này đây thì em có rất rất nhiều luôn này, Mazda 3 một cặp luôn này. Anh em tham khảo qua rất nhiều xe luôn. Ở như phía trong này em còn thêm một cặp Mazda 3 bản máy 1.5 Philip mọi người nhá, sản xuất là 2019, màu đỏ. Đấy, tính ra là hai xe này hiện tại bây giờ anh em tìm phong cũ đang có cả cặp luôn. Và đang trong khuôn tài chính chỉ còn tầm 500 thôi là anh em có thể cân đối qua rồi. Còn ở phía trong này thì em có một chiếc Kia Cerato bản 1.6 bản Luxury, sản xuất là 20, màu trắng mọi người nhá. Em này thì cũng trong khuôn tài chính chỉ có 500 thôi. Đấy, tính ra bây giờ anh em có cái khuôn tài chính khoảng tầm đang trên dưới 500 thì vào nhà em lựa chọn xe hạng C, rất nhiều lựa chọn luôn ạ. Đó, còn bên dưới này đây thì em còn thêm một chiếc Toyota Coratis mọi người nhá. Bản máy 1.8G sản xuất là 2021, màu trắng, form mới, rất đẹp luôn. Em này thì hiện tại bây giờ rất là hợp lý trong khuôn tài chính chỉ có trên 600 một xíu thôi. Mà Atit form mới này thì rất là hiếm thị trường mọi người ạ, xe lướt gần như không có mấy đâu. Còn ở bên ngoài này thì em có một chiếc Kia K5 bản máy 2.0 bản Premium sản xuất là 2022, màu trắng, lăn bánh được hơn 2 vạn cây. Em này thì trong khuôn tài chính khoảng tầm 800 quay mọi người nhá. Đó. Còn bên dưới này thì em có vừa về thêm một chiếc Hyundai Tucson form mới bản máy 2.0 ATH đặc biệt, sản xuất là 2022 mọi người nhá. Màu đen rất đẹp luôn. Em này thì trong khuôn tài chính cũng chỉ có nhỉnh 800, khoảng tầm 850 quay đầu thôi anh em ạ. Đó. Còn bên dưới này nữa thì em còn thêm một chiếc Tucson form cũ nữa mọi người nhá. Form cũ thì lại giá lại rất là êm. Em có chiếc Tucson bản 2.0 ATH đặc biệt sản xuất là 2019, màu đen. Hai em này đều màu đen cả đấy mọi người ạ. Em này thì tầm tài chính chỉ có trên 600 thôi. Đấy, tính ra thì về nhà em Long thì gần như là cứ chỉ khoảng tầm lệch nhau khoảng tầm 2-30 triệu là anh em đã có một cái phiên bản là một cái dòng xe khác rồi. Đấy thì như ở phía dưới này nữa này. Phía dưới này thì em đang còn thêm một chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 Philip sản xuất là 2019, màu xanh Kawasaki. Đấy, tính ra bây giờ thì Mazda 3 phong cũ em đang có đủ từ màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen nữa luôn anh em ạ. Nên là anh em cần tìm Mazda 3 nào thì cứ liên hệ với em nhé. Còn bên này thì em có một chiếc Kia Cerato nữa bản 1.6 Luxury. Đấy, em này màu đen 2019, em này tầm tài chính chỉ có dưới 500 thôi. Đấy. Còn bên dưới ở đây thì em còn thêm khoảng tầm 4 chiếc xe hạng D nữa mọi người nhé. Và đang chủ yếu tập trung là những dòng xe Mazda 6 là chính thôi. Thì ở đầu ngoài cùng này thì em có chiếc Mazda 6 bản máy 2.0 bản Luxury sản xuất là 21, màu đỏ mọi người nhé. Em này được cái là thế hệ form mới rồi. Đấy, tính ra bây giờ nếu trong khuôn tài chính chưa đến 700, chỉ khoảng tầm 600 mấy thôi, là anh em đã có thể sở hữu ngay được một chiếc Mazda 6 form mới, đời rất cao rồi. Đấy, anh em có thể cân đối qua chiếc này với những chiếc xe hạng C đăng ký mới là rất ok luôn đấy ạ. Còn bên ngoài này thì em có một chiếc Mazda 6 bản máy 2.5 bản Premium tùy chọn cao cấp sản xuất là 2022, màu trắng. Em này thì
tầm tài chính cũng đang khá là mềm, khoảng tầm 800 quay thôi. Nếu mà so sánh với trực tiếp với những đối thủ cùng khúc như là Camry này hoặc là K5 chẳng hạn thì đây là một lựa chọn cũng khá là ok, bản cao cấp nhất luôn mọi người nhé. Còn nếu anh em nào mà thích cái phần máy 2.0 hơn mà thích vẫn cái phiên bản cao như vậy thì em đang có một cặp xe Mazda 6 bản máy 2.0 Premium tùy chọn cấp mọi người nhé. Một chiếc sản xuất là 221, một chiếc sản xuất là 222. Thì chiếc 221 này của em tài chính khoảng tầm 750 quay đầu. Còn chiếc này của em 2022 khoảng tầm 768 mọi người nhé. Đó, và tạm rời xa hàng xe trên này thì em giới thiệu mọi người nguyên dọc này của em đây là một dàn xe hạng B thôi anh em ạ. Thì đầu ngoài cùng này em có một em hàng quốc dân, đó là chiếc Toyota Vios bản 1.8G sản xuất là 2018, form mới. Đó, lăn bánh được hơn 4 vạn cây. Em này hiện tại bây giờ thì khoản tài chính cũng chỉ trong khoảng tầm 400 mọi người ạ. Nhìn 400 một xíu, khoảng tầm 435 triệu thôi mọi người nhé. Đó. Còn đầu ngoài này thì em có một chiếc Honda City bản 5 RS sản xuất là 2022 màu đen, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 3 vạn cây. Em này thì trong khuôn tài chính khoảng tầm 500. Đấy, anh em có thể cân đối qua rất hợp lý luôn. Đợt này thì hạng B nhà em có rất nhiều luôn. Như đầu ngoài này thì em còn một chiếc Mazda 2 bản 1.5 sedan sản xuất là 2017. Form này của em là form lắp ráp mọi người nhá, nên được cái là tầm tài chính rất êm. 2017 màu màu vàng rất đẹp luôn, tầm tài chính khoảng tầm hơn 300 thôi. Khoảng tầm 375 triệu đó mọi người nhá. Đó, còn bên ngoài này thì em có một chiếc Hyundai Accent bản 1.4 ATH đặc biệt sản xuất là 2018. Đó, em này thì 2018 lăn bánh được 41.000 cây, màu trắng, form 2018 này em thấy nhận thấy là xe có cái form cũng khá là đẹp luôn. Và tầm tài chính của xe hiện tại bây giờ thì em đang mong muốn cho con khoảng tầm là 400 thôi là anh em có thể cân đối qua rồi. Còn bên ngoài này thì em còn một cặp xe Mazda 2 màu đỏ nữa. Cả hai xe này của em đều là phiên bản máy 1.5 bản Luxury, xe sản xuất là 2022 và 2021 mọi người nhé. Tính ra hai chiếc này của em thì đều là cùng một phiên bản cả, chỉ khác nhau là một chiếc là 221, một chiếc 2022, thì hai giá nó sẽ lệch nhau một xíu thôi. Như chiếc 221 này của em thì tầm tài chính khoảng tầm 460, còn chiếc này của em 2022 khoảng tầm 480 mọi người nhé. Và xuống bên dưới này, xuống bên dưới này của em Long lại thì đang quay trở lại với những chiếc xe quen thuộc hạng C mọi người nhé. Thì đầu ngoài cùng này thì em có một chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 bản Philips sản xuất là 2018 màu đen. Đấy, như lúc đầu tiên em giới thiệu mọi người đấy, thì Mazda 3 đời 2018 19 nhà em đang có đủ màu trắng, đỏ, đen, xanh. Anh em cân đối qua chiếc nào thì còn liên hệ riêng cho em. Đấy. Lại nói chuyện thêm này, em còn thêm một chiếc Mazda 3 bản 1.5 bản hatchback sản xuất là 2018 nữa. Đấy, cũng màu trắng và cũng xem khuôn tài chính như vậy thôi ạ. Còn bên ngoài này thì em có một chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 bản Luxury Sedan sản xuất là 2023 màu xanh Kansai, biển gốc 34, biển Ninh Bình mọi người nhá. Em này thì khuôn tài chính sẽ là trên 600 một chút xíu. Đó. Bên này lại còn thêm một chiếc Mazda 3 2018 cũng trong khuôn tiền như vậy luôn, màu xanh Kansai, anh em được cân đối qua luôn ạ. Đó. Còn bên ngoài này thì em có một chiếc Mazda 3 bản máy 1.5 bản Luxury sản xuất là 2023 màu trắng mọi người nhá. Em này thì cấu hình giống với chiếc màu xanh bên kia, thì khác nhau về màu thôi. Màu trắng thì em thấy rằng là sẽ được nhiều anh em ưu ái hơn, lựa chọn sẽ ok hơn. Và em này cũng trong khuôn tài chính khoảng tầm trên 600 thôi. Đó. Còn ở bên trong kia, vì là chỗ này đang hơi chật xíu, em xin phép là đi xuống dưới này cùng mọi người nhé. Đây, bên dưới này đây, thì em đang còn thêm một vài mẫu xe Hàn nữa mọi người nhé. Như là em có chiếc Kia Cerato bản máy 2.0 bản Premium sản xuất là 2019 màu vàng đồng rất đẹp. Em này thì cũng trong khuôn tài chính cũng chỉ 500 quay đầu thôi là anh em có thể cân đối qua rồi. Và bên này thì em còn thêm một chiếc Kia K3 nữa, bản máy 1.6 bản Luxury sản xuất là 2021 màu đen mọi người nhá. Em này lăn bánh được 4 vạn cây, biển gốc 20, biển Thái Nguyên thôi. Và em này hiện tại bây giờ cũng rất ok trong khuôn tài chính chỉ có trên 560 một xíu đó. Còn bên ngoài cùng này thì em có một chiếc Hyundai Elantra bản máy 2.0 GLS sản xuất là 2020 màu đen. Đấy, em này thì cũng trong khuôn tài chính khoảng tầm trên 550 thôi. Đó. Còn nguyên một hàng dưới này nữa thì em xin phép là sẽ tách cái phân đoạn sang clip thứ hai để giới thiệu cho mọi người để được chi tiết nhất mọi người nhé. Đấy, và vừa rồi là phần cập nhật nhanh qua về nguyên một hàng xe phía trên này đang có đủ từ những dòng xe sedan hạng B, hạng C cho đến gầm cao. Đấy, nên là anh em nào có quan tâm đến mẫu nào mà muốn thông tin cụ thể hơn về bất kỳ chiếc xe nào nhé, có thể gọi riêng cho em Long qua số điện thoại góc dưới màn hình để chúng ta cùng nhau trao đổi ạ. Một lần nữa rất là cảm ơn mọi người chúng ta đã xem hết clip của em ngày hôm nay. Chào mọi người và hẹn mọi người vào clip phần 2 mọi người nhé.